chào cô chú anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Hôm nay em xin giao lưu tất cả cô chú anh chị mình trên toàn quốc, gồm có một cặp na siêu bông, một số cây linh sam trắng phước hồng ngầu, phần đốm gúm đốm gớm ở phía sau nha. Mai chiếu thủy, me, kim quýt, cần thăng ghép cam mỹ, tùng thì rất là nhiều mặt hàng phong phú đa dạng ha. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em thì tại địa chỉ của em là 0939700449, Tân Lợi 2, Tân Hưng Thốt Nốt, Cần Thơ. Bên em giao hàng toàn quốc nha. Mã số 1A, đây là cây linh sam. Một con nai tài lộc làm bằng linh sam siêu bông. Em xin đo chiều cao. Cao tổng hết nha cô chú anh chị. 100. Dài tới đuôi 75. Khung sườn này em đo luôn nha là được 65. Cặp nai này lớn hơn cặp nai trước nha cô chú anh chị. Nói chung là hàng không có nhiều. Linh sam siêu bông. Thân lớn chắc khoảng ngón tay cái, còn thân nhỏ thì ngón tay út. Một cặp. Vụ gì liền lạc đó trời. 1A. Làm ơn gớm xứ nó liền lạc. Là nó có cái khung ở sau á nha. Từ từ mấy cái này nó sẽ kín tàn lại và cho bông rất là xiên luôn. Dòng siêu bông một cặp. Hai con thì nó tương đối kích thước với nhau nha. 1A. Cặp này sẽ lớn hơn cặp trước ha cô chú anh chị mình lưu ý kích thước giúp em. Đây. Hai con một cặp. Em giao lưu bao phí ship đến cô chú anh chị mình có giá là 2.800.000 đồng. 2.800.000 bao ship toàn quốc. Lâu lâu em mới đặt được một cặp nha. 1A một cặp như thế này là 2.800.000. Dạ không, bán lẻ còn con em khó bán lắm. Mã số 2. Em có một cụm rừng mai chiếu thủy. Cụm này chắc cỡ trăm mấy thân à. Chiếu thủy này là dòng trung nu nha. Cao tương đối 40. Tàn 80. Thì nó là dòng mai chiếu thủy trung nu. Hỏi những câu không biết đường trả lời luôn á. 39 cây con nó sẽ nu, không có nhiều bự như là mấy cây già. Nhìn cây thì cô chú anh chị mình biết ha. Thì nó là dòng mai chiếu thủy trung nu. Đúng rồi. Trung nu. 98 dài chậu. Dòng nào báo chuẩn dòng đó nha. Đây, cây nó như vậy nè. Nè, mấy cái này là sau này nó sẽ phát triển thành nu nè. Mã số 2A. Rồi, cái này em giao lưu bao phí ship đến nơi cho cô chú anh chị mình có giá là 2.800.000 đồng. Luôn cái dĩa này nha cô chú anh chị. Mã số 3A. Cụm rừng mai chiếu thủy nhỏ. Cao em đo tới đây ha, 35. Đây nhìn kỹ nè, nuôi từ cây nhỏ đi lên, để nó ăn kín mít hết trơn luôn. Rất là nhiều thân nha cô chú anh chị. Tàn này là 55. Rộng tàn 32. Sau này về mình muốn trồng thêm thì thêm giá thể đắp vô đây nè. Tại em để nguyên vậy cho cô chú anh chị mình biết là cây nó sống khỏe như thế nào ha. Về đệm thêm tiểu cảnh. Rồi 1.200.000 đồng bao phí ship cho mã số 3A. Thêm những cục sỏi nữa ha. 4A. Mai chiếu. Ô lộn. Song hinh nha. Linh sam song hinh. Hàng này nguyên thủy không ghép. 43 cao. Tàn của cây 85. Tàn rộng cây 55. Cây này thích trảng nắng nha. Hiện tại là cây đang lên hoa cực kỳ nhiều, rộ.
Nguyên cái chuỗi hoa của nó nè, cực kỳ đặc sệt luôn. Quanh thân cây 28. Thần ngoéo nè. Rồi giao lưu bao phía ship đến nơi chưa cô chú anh chị? Mình 1.800.000 đồng bỏ bầu vận chuyển. Linh Sam Song Hinh hàng nguyên thủy. Một triệu tám bao phí ship. Chi tay cốt cành cực kỳ nhạo nha. Về coi dây nào ăn quá thì mình gỡ ra giúp em ha. Cây nào đế cũng khá là lực. Hoa linh sam cực kỳ thơm. Mã số 5A. Cây linh sam Song Hinh luôn. Cây này bao gồm luôn chậu cho cô chú anh chị mình nha. Giá 1.900.000 đồng. Cao 40. Tàn 80. Rộng 55. Cái này tự nhiên nè. Mã 5A. Thân cây rất là duyên nha cô chú anh chị. Quanh thân cây là được 22. Luôn cả chậu bao ship 1.900.000 đồng cho mã số 5A. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 ha. Luôn chậu 1.900.000. Mã số 6A. Một cây linh sam. Hàng này gàn hàng ghép trắng phớt hồng toàn bộ nha. Cao 38. Tàn 40. Nếu cô chú anh chị mình để dòng tím thì sau này nhánh rin nó ra thì cô chú anh chị mình khỏi cắt tỉa. Để vậy mình chơi hai màu cũng được ha. Còn bây giờ thì là mấy nhánh lớn toàn bộ là màu này hết. Quanh thân 15. Cây cực kỳ già. Già nhẵn bóng ở trường luôn. Em bao phí ship đến nơi cho cô chú anh chị mình. Cây này có giá là 750.000 đồng. Mã số 6A 750.000. Mã số 7A giá cũng là 750.000 bao ship. Cây cao 35. Tàn 55. Rộng tàn tầm 30. Đây, 18 quỳnh thân. Mã 7A, bao ship cũng 750.000 đồng. Song Hinh ghép với trắng phớt hồng nha. Cái mã số 8A. Đây có một vài nhánh rin. Cây cao 37. Tàn cây 58. Đây hồng phấn nè. Tím nè. Hoa nào cũng rất là đẹp và thơm. Quanh thân cây 16. Để đều ha. Chọn gói 750.000 đồng luôn nha. Cây mà số 8A 750.000. Mà số 9A em có một cây seri quái nha. Cây cao 30. Tàn 65. Tàn rộng 40. Cây này về lên chậu được rồi ha. Em đo thân cây chính chủ nha. 10. Củ đế. Củ đế là 45. Nhìn cực kỳ đã cây ha. 1.500.000 đồng cây seri. Seri mã số 9A 1.500.000 đồng. Mã số 10A cây nguyệt quế dòng lá xoắn hoa chùm. Cây cao 65.
tàn cây 68. Hiện tại cây đang lên hoa. Hoa này thơm và nở quanh năm. Khi đi tụi em ép tàn vô tí xíu, cô chú anh chị mình về lưu ý bẻ lại giúp em ha. Mặt cắt thì hiện tại là làm cây khá sạch sẽ rồi. Quanh thân cây em đo được 22. Bó màu vận chuyển cây mã số 10A, Nguyệt Quế lá xoắn hoa chùm, chọn gói bao ship tới nơi cho cô chú anh chị mình 900.000. Giá này em báo cực kỳ sát rồi cho nên một cây bên em không giảm được ha cô chú anh chị. Mua hai cây thì em sẽ giảm lọc lại 100, còn một cây thì bên em không giảm được, lưu ý giúp em. 11A một cây me ngọt. Chiều cao 49, tàn cây 68. Lâu lâu mới có một vài cây me ngọt nha, chứ không có nhiều, đa số là me chua thôi ha. Me ngọt thì sẽ đọt đỏ như thế này nha. Cây dáng long luôn. Quanh thân tại đây, quanh thân tại đây là 21. Cụ đế ở đây là 31. Mã 11A, cây me ngọt. Em giao lưu trọn gói đến cô chú anh chị mình có giá là 1.400.000. Cây mã số 12. 12 đây là cây tắc. Gốc cần thân ghép với tắc cẩm thạch. Hoa tắc này rất là thơm nha, 55 cao, tàn 38. Dòng này ghép nhưng mà trái lớn ha. Rất là thơm luôn, nhiều nước. Đây trái đang ra lai rai. Cái này cô chú anh chị mình ưu tiên ở gần nha, ở xa thì em sợ bị rụng, cho nên cô chú anh chị mình không biết chăm thì cây nó sẽ yếu ha. Quanh cũ 30. Đây nhánh ghép nè. Khá lớn rồi. Cũ già cực kỳ. Giao lưu bao phí ship 900.000 đồng cho mã số 12A. Có vùng hay gọi là cây quất, trong em gọi là cây hạnh tắc. Ghép với cây cam Mỹ. Mã số 13A. Cây cao 42. Tàn cây 25. Cái củ đặc sệt ha, rất là lớn. Như thế này là 43. Thân trên đây khoảng là 15-17 nè. Rồi, chọn gói em bao phí ship đến nơi cũng 900.000 đồng. Củ đế còn rất là nhiều phía dưới nha. Mã số 13A. 14A, một cây kim quýt. Kim quýt này gốc kim quýt thường ghép với kim quýt thái siêu trái nha. Cây cao 32. Tàn cây 38. Quanh thân cây một cốt trực 17. Chọn gói bao ship tới nơi mã số 14A cho cô chú anh chị mình giá là 800.000. 14A 700 thôi nha cô chú anh chị. 14A 700. 15A 800. Cây cao 32. Tàn này là 45. Lưu ý nhớ kích thước giùm em, đơn vị là xăng ui da má ơi nó đâm. cm nha. Đây, liền bệ 3 thân tam tài khá là đẹp. Tổng 3 thân 25. Một thân đơn khoảng tầm 8. Chọn gói em bao phí ship luôn chậu đi ha, 15, 800.000 đồng. Có máu là có tiền. Cây mã số 16A là một cặp tùng. Em bán lẻ sẽ là 500.000 một cây. Một cặp thì em sẽ giảm lên 50.000 thôi nha. Cây cao 55. Cao của cái cây bay này là 30. Tùng vạn niên. Một cây bay và một cây dáng vân nhân.
Đổ bên đây là 39, bay bên đây là 58, quanh thân khoảng 78. 16A 500.000 đồng một cây. Ai lấy cây nào thì lấy, còn lấy một cặp thì sẽ là 950.000. 17A một cặp mai chiếu thủy mini, một cặp như thế này em giao lưu chỉ với giá là 400.000. Cao 52, tàn cây tương đối hai cây là 38. Cây hiện tại là phân nhánh chi tai khá đều và mịn tàn. Đây, cây này nó lên nu đều rồi nè. Quanh thân cây như thế này là được chín. Chọn gói 400.000 đồng, giá cực kỳ siêu mềm nha. 17A 500. 18A một cây ngâu hoa vàng dạng tàn. Cây hiện tại đang hoa và dòng này cũng hoa quanh năm nha. 70 cao, tàn tròn này là 65. Vận chuyển đường xa cây có thể vàng và rụng lá, để trong mát tưới nước giữ bữa ẩm giúp em nha. Cây cực kỳ già. 13. Cây này em bó bầu vận chuyển 18A, chọn gói bao ship đến nơi cho cô chú anh chị mình, giá là 700. 19A một cặp đơm voi màu vàng, hàng Đồng Nai mới cho nên lành tích cực cao nha. Cao của voi 59, hàng chuẩn sắc nét nha cô chú anh chị. Dài voi là được 55, người ta hay gọi voi này là voi đầu trọc. 33 dài mặt đôn, rộng mặt đôn là 25. Đây, cái yếm của nó nhìn rất là đẹp, rất là sang luôn. Nặng nha cô chú anh chị. Rồi dỡ lên. 19A một cặp đôn voi màu vàng này giá 3.500.000 đồng, bao phí ship toàn quốc. Hai con từ kích thước hoa văn giống nhau nha. Đây em quay cho cô chú anh chị mình xem ha. Ba triệu 500.000 đồng một cặp. Còn một cặp voi nhỏ mà số 20 này giá là 1.500.000. Voi này nhẹ nha. Cao 43, nhưng mà chịu lực rất là cao nha. 55 dài. Voi này voi chào. Mặt đôn 17 nhân cho 19. 20. Mình trưng những cái cây kiển ha, nhìn rất là sang trọng luôn. Nó cũng không có nhiều tiền ha. 20A một cặp 1.500.000 đồng. Ai mua lẻ một con sẽ là 800.000 một con. 3 phí ship cho cô chú anh chị mình 1.500.000 đồng. 21 một bộ chậu án mây gồm 3 cái như thế này em giao lưu chỉ với giá là 1.000.000 đồng. 13 cao, rồng phụng, long lân, quy phụng. Em đo lọt lòng. Lọt lòng 38, cái thứ nhất, cái thứ hai 32, còn cái cuối cùng 25. Gọng cái thứ nhất là 31, cái thứ hai là 25, cái cuối cùng 19. Đây, long lân quy phụng 4 mặt ha. Khá là dày nặng nha.
Rồi, 1 triệu đồng 3 cái bao phí ship toàn quốc. Hàng này của chú anh chị mình vui lòng kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp em nha. Và có bưu tá ở đó luôn ha. Có gì thì bên em sẽ chịu trách nhiệm ha. 22A. Bộ chậu này hàng giả cổ, nhìn rất là đẹp, sang, 14, cao. Rộng chậu cái thứ nhất 30, cái thứ hai 23 và cái cuối cùng 16. Dài 41, cái thứ nhất, cái thứ hai 30 và cái cuối cùng 22. Hàng giả cổ nha. Cực kỳ dày men luôn. Nặng lắm nặng. Rồi một ca một bộ như thế này em giao lưu với giá là 1.200.000 đồng. Mã số 22A, 1.200.000 bao ship. 23A. Một bộ này cũng gồm 3 cái. Bộ này em giao lưu với giá là 1.300.000. Tròn luôn ha. Lọt lòng cái thứ nhất 39, cái thứ hai 27, còn cái cuối cùng 23. Cao chưa đo. Cao là 19. Cầm nặng chịch nha cô chú anh chị. Hàng này cũng hàng giả cổ nè, nhưng mà em báo là hàng mới nha. Đó. Nè, nhìn nó giống như là đồ cũ xưa vậy. 23A. Cầm nặng chịch luôn nha. Bộ 3 cái như thế này 1.300.000. Rồi. Một cái bình củ tỏi hàng Tàu, hàng này hàng cũ nha cô chú anh chị. Cao. Cao là 55. Một trăm mười sáu là bụng bình. Cũ là chưa sử dụng hay là cũ là qua sử dụng rồi? 31, hàng này chưa sử dụng, giống như hàng tồn. 19 là miệng. Sử dụng rồi thì nó sẽ có những cái vết trầy xước, chứ nó không có được nguyên vẹn như thế này ha. Đây. Rồi. Không có nghe. Rồi, em bao phí ship đến nơi cho cô chú anh chị mình. Bình này có giá là 1.900.000 đồng. Thì rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em clip mới về này ha. Nhiều mặt hàng phong phú đa dạng nha. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip sau.